Minh Kiệt xin kính chào các chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt nha. Thì cũng dạo này bận quá cho nên mình không có ra được video thường xuyên, thì mình sẽ cố gắng trong vòng một tuần ra một video. Thì mình còn làm việc khác nữa cho nên là mấy cái này thì mình không có làm dịch vụ này nha các bạn. Thì hôm nay Minh Kiệt sẽ chia sẻ tiếp đến các bạn có một cái nền tảng này để có thể giúp các bạn tăng được những cái lượt follow hoặc là những cái lượt tim trên TikTok hoặc là Twitter, Instagram. Đó, thì ở đây các bạn có thể đăng ký cho mình một cái tài khoản nha. Thì này cũng dễ rồi. Rồi cách thức để mà sử dụng nó như thế nào. Ok, mình qua cái mục là eSpawn này nè. Thì các bạn thấy ở đây cái website này nó hỗ trợ rất là nhiều nền tảng Twitter, YouTube, rồi Pinterest, rồi SoundCloud, rồi TikTok. Thì đầu tiên á, thì các bạn khoan hãy nghĩ là mình tăng follow nha. Các bạn phải đi làm trước, kiếm tiền, xong rồi có tiền muốn lại mình làm. Đó. Thì ở đây những người dùng này họ sẽ trả tiền cho các bạn. Đó. Các bạn phải đi follow người ta trước. Đó. Để thu về những cái đồng bon cho mình. Ok, mình qua cái mạng Pinterest nè. Mình có một cái tài khoản bên này. Mình vào cái trang của người này, mình follow họ. Ok, confirm. Xác minh đó. Rồi xong, thì các bạn thấy ở trên thanh trên cùng thì nó đã cộng tiền cho mình ở đây. Ok, mình lại tiếp tục mình đi follow một người dùng khác nữa. Đó. Thì các bạn có thể kết hợp nha. Ví dụ như là ở bên Pinterest mình làm tầm khoảng vài chục lần, qua bên Twitter mình cũng follow những người này, hoặc là qua bên SoundCloud mình cũng follow họ. Mình không lạm dụng bất kỳ một mạng xã hội nào, mỗi cái mình làm chút để mình kiếm tiền về cho mình. Sau khi mình đã có tiền rồi, ở đây mình làm demo nha, 542 bonds. Thì các bạn vào edit size nè. Ok, rồi bây giờ bạn muốn dùng số tiền này để làm gì? Tăng follow cho Twitter hay là Instagram hay là TikTok. Ở đây mình làm demo nha. Mình sẽ kiếm những cái lượt tim cho cái video của mình. Đó. Ở đây thì mình sẽ vào một video bất kỳ. Đó. Các bạn là sao chép liên kết nha. Ok. Thì các bạn thấy cái giọng trên cùng này mới được nha các bạn. Web tiktok.com sẹt tên người dùng của bạn là gì, sẹt video và sẹt cái dãy số của cái video này. Như vậy nó mới là đúng nha các bạn. Nếu mà các bạn làm trên cái app á, thì các bạn sao chép liên kết trên cái app của các bạn á, các bạn vào cái trình duyệt web nha, các bạn bắt vào đây, các bạn tìm đúng cái URL như vậy mới được nha các bạn. Các bạn có thể xem lại cái video cũ mình đã chia sẻ cách lấy URL của TikTok như thế nào rồi. Thì một chút mình sẽ để cái đường link của video đó, các bạn có thể xem lại nha. Ok, rồi yes, add video. Các bạn thấy xong rồi đó. Rồi, mình chỉ việc chờ thôi, đợi những người dùng khác họ vào thao tác. Thì ở đây các bạn chỉnh sửa lại một chút xíu nha. Đây là những giá trị mà các bạn phải trả cho người ta. Đó, nó từ thấp đến cao nè, các bạn muốn trả bao nhiêu thì cũng được. Nó like thì mình trả bao nhiêu tiền đây ha. Các bạn có thể tìm thêm những cái lượt bình luận, hoặc là nếu mà các bạn không cần bình luận thì thôi, các bạn chỉ cần like cho video của bạn. Ở đây mình chỉ tìm cái mục like thôi, mình không cần bình luận, tại bình luận đa phần những người nước ngoài không. Đó. Thì bạn thấy trong vòng khoảng chừng 12 tiếng sau mình vào lại nó cũng tăng được mớ. Rồi. Cảm ơn các chị và các bạn nha. BB và hẹn gặp lại trong những video lần sau.